Chiều 9 tháng 1, Đại tá Bùi Quốc Khánh, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cùng đoàn công tác của Công an Sóc Trăng đã đến thăm hỏi, động viên 3 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Công an xã Phú Tân, huyện Châu Thành bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ. Đại tá Bùi Quốc Khánh động viên và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cán bộ, chiến sĩ trong khi thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, gửi lời nhắn nhủ Công an tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để họ yên tâm điều trị, sớm hồi phục sức khỏe. Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 4 tháng 1, Công an xã Phú Tân nhận được tin báo của người dân tại ấp Phước Thuận, xã Phú Tân có mâu thuẫn giữa hai hộ dân dẫn đến cự cãi nên đã phân công các chiến sĩ trong ca trực xuống giải quyết. Trong quá trình lực lượng công an xã tiến hành vận động, hòa giải thì ông Sơn Phát, là người nhà của một trong hai hộ dân đang có mâu thuẫn, bất ngờ cầm dao lao vào tấn công tổ công tác làm 3 cán bộ, chiến sĩ bị thương. Trong đó, có một người bị thương nặng hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, một người hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng và một người đang điều trị tại trạm y tế xã Phú Tân. Hiện Sơn Phát đã bị Công an huyện Châu Thành bắt giữ.